Arsenal ra mắt tân binh thứ hai. Hôm qua, câu lạc bộ Arsenal đã giới thiệu bản hợp đồng thứ hai của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Đó là trung vệ Jurrien Timber đến từ Ajax. Anh đã ký hợp đồng 5 năm và sẽ nhận áo số 12. Hậu vệ 22 tuổi chuyển đến sân Emirates với mức phí là 40 triệu bảng. Câu lạc bộ đến từ Hà Lan từng hét giá 50 triệu bảng, nhưng cá nhân Timber lại bày tỏ mong muốn thi đấu cho pháo thủ đến mức phí đã được đàm phán giảm xuống. Cựu ngôi sao của Ajax trở thành tân binh thứ hai của Arsenal trong hè năm nay sau Kai Havertz. Arsenal bật đèn xanh chiêu mộ tiền vệ 40 triệu bảng. Theo tìm hiểu của báo chí Pháp, huấn luyện viên Mikel Arteta không ưu tiên việc chiêu mộ tiền vệ tấn công, nhưng vị thiên trường của Arsenal có thể để Gabriel Vega chơi ở trung tâm sau bối cảnh Thomas Partey có thể ra đi. Mức giá 40 triệu euro mà Celta Vigo yêu cầu nằm trong khả năng tài chính của pháo thủ. Do vậy, họ đang cân nhắc xúc tiến thương vụ này. Câu lạc bộ La Liga sẵn sàng để cho ngôi sao 21 tuổi tự do tìm kiếm bến đỗ mới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Vega đang đứng trước những sự lựa chọn đầy khó khăn khi hàng loạt những đội bóng lớn ở dòng đá Hoàng Anh như Arsenal, Liverpool hay Tottenham đều dành cho anh những sự quan tâm đặc biệt. Arsenal tranh tiền đạo 30 triệu euro với Chelsea. Theo báo cáo từ tờ Foot Mercato, Arsenal sẽ đối đầu với Chelsea trong thương vụ Eliwahi. Tiền đạo 20 tuổi đang gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn khi khoác áo câu lạc bộ Montpellier. Mùa giải vừa qua, Wahi thi đấu bùng nổ với 19 bàn thắng, 6 kiến tạo sau 33 lần xỏ giày ra sân. Pháo thủ xem Wahi là mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng trong bối cảnh Folarin Balogun có thể sẽ rời đi. Bên cạnh Arsenal, Chelsea cũng đang quan tâm sát sao đến Wahi. Về phía Montpellier, đội bóng được Pháp định giá chân sút sinh năm 2003 vào khoảng 30 triệu euro. Trong bối cảnh, bản hợp đồng hiện tại giữa Wahi và Montpellier sẽ đáo hạn vào năm 2025. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ, người đại diện của Wahi đã tiến hành đàm phán với 4 hoặc 5 câu lạc bộ lớn hơn, nhưng anh vẫn rất thích viễn cảnh chuyển tới Arsenal. Arsenal sẽ kích nổ bom tấn trong 24 giờ tới. Nguồn tin của tờ Mail Sport cho biết, tiền vệ Declan Rice sẽ hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đến sân Emirates trong vòng 24 giờ tới. Phía Arsenal đã thông báo với West Ham rằng họ chắc chắn sẽ hoàn tất những thủ tục giấy tờ trong ngày hôm nay để kết thúc thương vụ này. Hiện tại, Declan Rice đang tập luyện cùng với Bruno Fernandes và Rafael Leao tại Bồ Đào Nha. Nhưng nếu như thương vụ đến Arsenal được hoàn thành sớm, không loại trừ khả năng tiền vệ người Anh sẽ bay thẳng sang Mỹ để hội quân cùng với đội bóng mới tham gia chuyến du đấu hè. Chuyên gia nhận định Kieran Tierney sẽ tới Madrid. Nhà báo Paul Brown đánh giá, mặc dù anh không nghĩ một thương vụ trao đổi sẽ diễn ra, nhưng Kieran Tierney chắc chắn sẽ chớp lấy cơ hội để gia nhập Man City trong hè này. Brown chia sẻ với Kimi Sport. Vâng, tôi không thấy điều này có thể thực sự xảy ra. Các thương vụ trao đổi luôn cực kỳ khó thực hiện vì có những vấn đề trong việc định giá đúng cho những cầu thủ liên quan khi bạn liên quan đến nhiều hơn 2 người trong một thỏa thuận, nó thậm chí còn phức tạp hơn. Tôi nghĩ rằng Tierney sẽ chớp lấy cơ hội để đến Man City. Thật thú vị khi những tin đồn đó lại xuất hiện trở lại. Cậu ấy cũng đã được họ tiếp cận cách đây ít lâu và rõ ràng là cậu ấy đã không thi đấu nhiều cho Arsenal mùa giải trước. Arsenal nhắm mua cặp đôi Barcelona. Nguồn tin của tờ 442 cho rằng pháo thủ đang theo dõi tình hình của hai ngôi sao hiện không thể cạnh tranh suất đá chính trong đội hình của Xavi tại Barcelona. Cụ thể, Arsenal đang cân nhắc chiêu mộ cùng lúc Ansu Fati và Ferran Torres, hai người đang bị thất sủng tại sân Camp Nou. Đã có thông tin cho rằng Barca sẵn sàng chia tay Fati và Torres để giải quyết cơn khủng hoảng tài chính và động thái này sẽ mở ra cơ hội cho Arsenal tiến gần hơn đến những mục tiêu này. Diễn biến mới nhất vụ Arsenal hỏi mua João Cancelo. Theo tiết lộ từ nhà báo Dean Jones, nếu như Cancelo vẫn chưa rời khỏi Manchester City vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, thì Arsenal có thể triển khai kế hoạch chiêu mộ ngôi sao này. Còn ở thời điểm hiện tại, Cancelo được xem như một thương vụ xa xỉ đối với pháo thủ. Ký giả người Anh giải thích. Về Cancelo, tôi đã hỏi lại một nguồn tin khác về thương vụ này và tôi được biết rằng nếu như Cancelo vẫn còn ở Man City vào cuối kỳ chuyển nhượng, Arsenal có thể ký hợp đồng với cậu ấy. Cancelo không được coi là ưu tiên tuyệt đối. Trên thực tế, việc chiêu mộ thành công Cancelo trong kỳ chuyển nhượng này được coi là một điều xa xỉ. Bởi vậy, Arsenal cảm thấy như mình đã được thiết lập tốt ở hàng phòng ngự. Họ cảm thấy thỏa thuận với Timber có ý nghĩa quan trọng đối với cách mình sẽ chơi bóng ở mùa tới. Và vào lúc này, Arsenal không lo lắng về vị trí đó. Besiktas gửi đề nghị bèo bọt cho sao Arsenal. Theo chia sẻ của nhà báo David Austin, Besiktas đã gửi tới Arsenal lời đề nghị có trị giá khoảng 2,1 triệu bảng đòi hỏi mua trung vệ Rob Holding.
Tuy nhiên, giá thầu này chắc chắn sẽ bị pháo thủ từ chối vì đây là mức giá quá thấp so với những gì mà Arsenal muốn nhận được nếu bán Rob Holding. Trung vệ người Anh hiện vẫn còn 1 năm hợp đồng với Arsenal. Ngoài ra, câu lạc bộ có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn với Rob Holding thêm 12 tháng. Arsenal chi 65 triệu bảng để mong sở hữu hai sao Man City. Theo tờ El Nacional, Arsenal đang nỗ lực chiêu mộ bộ đôi Julian Alvarez và Kyle Walker từ Man City. Tuy nhiên, việc lôi kéo Alvarez rời khỏi Man Xanh sẽ là rất khó khăn do cầu thủ 23 tuổi vừa ký hợp đồng mới, có thời hạn 5 năm với Man City vào tháng 3 vừa qua. Với 5 năm còn lại trong hợp đồng của Alvarez, Man City được cho là sẽ chỉ xem xét chia tay nếu như họ nhận được lời đề nghị khoảng 80 triệu euro, tương đương với 68,4 triệu bảng, cao hơn 12 triệu euro, đó là 17 triệu bảng so với định giá của Arsenal. Trong khi đó, pháo thủ được cho là đã tiếp cận với Man City với lời đề nghị trị giá 13,7 triệu bảng cho hậu vệ cánh Kyle Walker, người cũng thu hút được sự quan tâm từ Bayern Munich và Sheffield United. Theo các báo cáo, Arsenal sẽ sẵn sàng trả 65 triệu bảng cho cả hai cầu thủ Julian Alvarez và Kyle Walker. Arsenal được khuyên chiêu mộ người thừa của Man City. Thời gian qua, Arsenal đã được liên kết với trung vệ Emerick Laporte và phóng viên Paul Brown tin rằng đây là cầu thủ rất phù hợp với pháo thủ. Ông chia sẻ quan điểm thông qua Kimi Sport. Laporte nên đến Arsenal. Tôi nghĩ đó là một sự phù hợp tuyệt vời. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ làm rất tốt cho Arsenal. Joao Cancelo thì tôi nghi ngờ. Tôi đã nói về điều đó trước đây. Nhưng Laporte thì tôi nghĩ sẽ rất phù hợp với Arsenal. Cậu ấy có kiểu hồ sơ có thể kết hợp khá tốt với một vài trung vệ khác ở câu lạc bộ. Tôi nghĩ Laporte đáng tin cậy, có kinh nghiệm, từng là một người chiến thắng. Đó là một thương vụ thực sự tốt đẹp nếu Arsenal thành công. Thực hư việc Arsenal theo đuổi Xavi Simons. Thông qua tờ báo Hà Lan, ED, phóng viên Rick Elfring cho biết Arsenal hiện không đàm phán để ký hợp đồng với Xavi Simons. Thậm chí, pháo thủ vẫn chưa thực hiện cuộc đàm phán nào để sở hữu tài năng trẻ sáng giá này. Simons còn hợp đồng với PSV đến năm 2027 và không hề có ý định kết thúc sớm hợp đồng. Người đại diện của Simons, Darren Dane, mới đây đã gặp gỡ ban lãnh đạo của PSV để đề cập về mong muốn ở lại câu lạc bộ vào mùa hè này. Tháng trước, tờ El Equipe của Pháp đưa tin rằng PSG đang tìm cách kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 6 triệu euro trong hợp đồng của Simons, nhưng cầu thủ này không muốn trở lại thủ đô nước Pháp. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ tùy thuộc vào cá nhân Simons. Huấn luyện viên Mikel Arteta xác nhận Arsenal đón tổn thất kép. Theo tìm hiểu của tờ Evening Standard, huấn luyện viên Mikel Arteta đang đối mặt với cơn đau đầu khác khi cặp đôi Martin Odegaard và Leandro Trossard gặp vấn đề ở trong trận đấu gặp Nürnberg vừa qua. Ông thầy người Tây Ban Nha cho hay, Odegaard và Trossard đang gặp khó khăn và chúng tôi đã có những cầu thủ khác gặp vấn đề trong tuần, nên chúng tôi phải thận trọng. Đây đang là giai đoạn tiền mùa giải và một số cầu thủ chỉ mới có 2 hoặc 3 buổi tập, nên chúng tôi sẽ thực hiện từng bước một. Mikel Arteta nói thẳng lý do trao cơ hội ra sân cho Balogun. Tân binh Kai Havertz có màn ra mắt khá nhạt nhòa khi ngôi sao người Đức chưa thể hòa nhập với lối chơi chung của toàn đội. Bên cạnh Havertz, một gương mặt gây thất vọng không kém khác là Florin Balogun. Chia sẻ ở buổi phỏng vấn sau trận, huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết về tương lai của cầu thủ người Mỹ. Cậu ấy sẽ tiếp tục tiến bộ và hoàn thiện mình. Đó là lý do Arsenal cho Balogun cơ hội ra sân và thể hiện. Cậu ấy xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra và tôi tin tưởng cậu ấy. Lý do Martin Odegaard bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát. Arsenal vừa có trận đấu giao hữu với Nürnberg vào đêm thứ sáu. Đây sẽ là trận thi đấu giao hữu đầu tiên của pháo thủ vào hè năm nay. Tiền vệ Martin Odegaard ban đầu có tên trong đội hình xuất phát nhưng đã được rút ra ngay trước khi trận đấu bắt đầu sau khi gặp vấn đề trong quá trình khởi động. Fabio Vieira là cái tên thay thế sau đó. Khi được hỏi về chấn thương của cựu sao Real Madrid, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định cầu thủ người Na Uy không gặp vấn đề quá nghiêm trọng và có thể trở lại trong trận đấu tiếp theo của pháo thủ trong tour du đấu hè. Kai Havertz chia sẻ sau màn ra mắt pháo thủ. Tân binh Kai Havertz đã có màn ra mắt Arsenal khi vào sân ở hiệp 2 của trận đấu giao hữu gặp Nürnberg. Tiền vệ người Đức chơi ở mức trung bình trong một ngày được bố trí đá số 8 lệch trái. Chia sẻ sau trận, tân binh của pháo thủ đã lên tiếng ca ngợi sự chào đón mà anh nhận được tại Arsenal dù mới chỉ cập bến câu lạc bộ cách đây không lâu. Anh cho hay, tôi rất hạnh phúc, Arsenal là một câu lạc bộ lớn nên thi đấu ở đây là một giấc mơ. Tôi vui mừng được làm một phần ở tập thể này. Tôi đã ở đây 4 ngày và cảm thấy được chào đón. Tôi rất vui khi được làm việc cùng với những người đồng đội. Đây là một tập thể trẻ. Khi nhìn họ thi đấu từ bên ngoài vào năm ngoái, cảm giác rất tuyệt. Tôi cảm nhận được năng lượng ở câu lạc bộ này. Hy vọng chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian tốt đẹp và đạt được nhiều chiến tích. Khi đến đây, tôi cảm thấy được chào đón ngay từ giây đầu tiên.
Tôi mới đến đây vài ngày nhưng đã cảm nhận được như mình là một phần của câu lạc bộ. Sẽ phải mất vài ngày và nhiều tuần để chúng tôi quen với lối chơi. Tôi sẽ cống hiến hết sức cho câu lạc bộ và lấy lại thể lực tốt nhất. Hy vọng tôi có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất ở Premier League. Chia sẻ về cậu học trò mới, huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết vẫn chưa quyết định cầu thủ người Đức sẽ đá ở vị trí nào. Chúng ta sẽ phải chờ xem. Chúng ta sẽ phải xem cách anh ấy thích nghi và làm quen với các đồng đội mới. Kai Havertz mới chỉ có những buổi tập đầu tiên với Arsenal. Anh ấy cần thêm thời gian để hòa nhập. Thời gian sẽ là câu trả lời cho câu hỏi đâu là vị trí tốt nhất của anh ấy ở Arsenal. Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.